Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK Rồi, hôm nay thì mình mời các bạn cùng với mình chúng ta cùng đi cái hành trình kỳ quan mới của con Yuchin và gây các bạn nha Đường đến tự do Hành trình của hai con này Phần tượng chính là 10 vé ngắm đền là cái mà chúng ta khao khát nhất Còn mấy cái kia là cái phụ thôi các bạn ha Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu Khi hai con đột nhiên xuất hiện, hai con thực sự đã làm ta giật mình đám người địa ngục này đã nhốt ta suốt một thập kỷ cho đến khi xương cốt của ta già đi và cứng đờ. Này ông già, đừng có gây thêm rắc rối nữa đấy. Nếu không sau này chúng con sẽ phải tổ chức một cuộc giải cứu đến tận ban Tết đấy. <laughs> Nhân tiện chúng con đã thiết lập một lối tắt ở cuối phòng giam. Chúng ta chỉ cần đi qua được đó là sẽ đến được nhà tù thần thánh của Givers. Con càng ngày càng giống Givers hơn rồi đấy. Không biết anh ta đang âm mưu trời gì nữa. Có lẽ nếu bị nhốt thêm một thập kỷ nữa anh ta cũng không thèm quan tâm. Ta hiểu anh ta quá mà. Đi thôi nào, đi mới biết mà chúng ta đi thôi tôm lấy gây vết và kéo ông ta về nhà à nói chung là đây là một cái hành trình kỳ quan đi uh, đi, 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 đi 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 lôi đầu gây vết về nhà các bạn <laughs> Gọi là đi đi đi, đi hút cái con vợ về nhà ha hành trình kỳ quan này là hành trình kỳ quan đi hút con vợ về nhà ô Để một chút ta ngỡ thấy mùi bạn cũ gần đây Có vẻ như cô Na đang rình rập xung quanh Chúng ta cần phải thận trọng Hắn ta không phải là chiến binh xét bén nhất Nhưng hắn bị bị hắn đuổi theo sẽ rất là phiền phức Mọi người có cảm thấy những thứ ở đây không giống như vẻ bờ ngòi của chúng không? Đây là một số thiết bị nhỏ mà ta đã mày mò cách đây nhiều năm Chúng có thể tạo ra ảo ảnh của ta Các con cũng biết cô Na luôn không người gì ta Có lẽ chúng ta có thể sử dụng ảo ảnh này để đánh lạc hướng hắn Nhưng ta cũng không chắc có lừa được hắn hay không Nghe thú vị quá nghe có vẻ nguy hiểm, nếu chúng ta không tránh được, chúng ta sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của cô Kona. Để thoát khỏi nơi này, chúng ta phải chấp nhận một số rủi ro, hãy tự xem, con sẵn sàng phi lưu rồi. Nói chung là cái con Lucila này nó khá là lém lĩnh các bạn, Libeta thì cẩn thận, giống như Diêu Trinh đã nhận xét ha. Cái tính của con Libeta thì nó sẽ giống với cái cái con gây vết hơn. Rồi, mình có một hình chiếu ao ảnh ở đây. rồi sau đó thì sao mình sẽ đặt hình chiếu đây xong đó thì chúng ta sẽ bật độn 7 để chúng ta đến vùng tiếp theo. À. Nguyên rủa hắn, cô Na, lúc nào cũng như con bò điên. Cơ thể của mình, đây là lời nguyền, người địa ngục. Nhưng hắn học được thuật này từ khi nào? Con biết một nơi có thể hóa giải lời nguyền nhưng nó nằm trong lãnh thổ thần thánh. Sau khi gặp được Gavet có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội phá bỏ lời nguyền này. Nhưng Kona đang chặn lối đi duy nhất chúng ta phải tìm ra cánh đánh lạc hướng hắn. Tin tốt là Kona vẫn buồn tệ như ngày nào. Ảo ảnh đã có tác dụng. Lần này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ok. Có vẻ như không phải là một cái hành trình kỳ quan dễ ăn, dễ nuốt các bạn. Và trong sự kiện lần này nó cho chúng ta được thử con Lucilla, Libeta và Eugene. À, cuối cùng gặp được ghi vết nữa thì chúng ta sẽ có thêm ghi vết đi cùng nữa thì các bạn có thể thử được nguyên cả đại gia đình này đi chung với nhau rồi giờ chúng ta làm cách nào để chúng ta đặt ảo ảnh hình chiếu và chúng ta dụ được cái con Kona để cho nó không có bập mình các bạn mình sẽ đặt một cái ảo ảnh hình chiếu đây nha đây là mình sẽ thử nha các bạn chúng ta sẽ thử từ a tới z rồi, đã có một ảo ảnh hình chiếu ở đây và chúng ta sẽ bằng cách nào đó mình dụ cái con này cho nó đi qua chỗ khác để xem nha. OK, mình sẽ tiếp tục đặt một hình chiếu ở đây. Đây không phải là video hướng dẫn hành trình kỳ quan các bạn, đây là video khám phá thôi. Do đó thì nó sẽ hơi có những cái lời thoại cùng với là những cái mà mình đang đi mày mò. Khi mà mình đã tìm ra được chính xác cách nào để chúng ta đi hành trình kỳ quan này thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết một cụ thể cho các bạn. Còn các bạn lưu ý đây chỉ là một cái video đi khám phá hành trình kỳ quan cho đó nó sẽ có thêm những cái lời thoại mình đọc lời thoại để chúng ta hiểu thêm cốt truyện của game cũng như là mình đang mày mò tìm hiểu cách để làm sao mà chúng ta bát cái hành trình kỳ quan này. Cho đó thì nó sẽ hơi dài với video hướng dẫn nha. Ok. Rồi để xem các bạn ảo à, ảnh hình chiếu như thế này chúng ta sẽ đi và chúng ta sẽ dụ chúng ta sẽ nhốt cái con này như thế nào mình nghĩ đầu tiên là mình sẽ nhốt nó vô đây nhưng mà có cái cục này làm sao mình lụm được cái rương này ta ok đầu tiên thì chúng ta sẽ gạt một cái cần màu để xem chính xác màu nó là màu gì chúng ta sẽ gạt một cái cần màu xanh lá xuống mình nghĩ màu xanh lá thì không ảnh hưởng ha mình sẽ đi gạt một cái cần màu xanh lá và mình sẽ nhốt cái con khỉ này ở bên cái ô kia Rồi, mình sẽ qua đây mình đặt một cái ảo ảnh hình chiếu ở đây. Mình sẽ đặt một cái ảo ảnh hình chiếu ở đây. Và một xíu nữa mình gạt cái màu xanh lá lên và mình gạt cái màu vàng để cho cái con khỉ này nó sẽ từ đây nó đi qua đây và nhốt lại chỗ này. Cùng với cái ô màu vàng này nó sẽ đóng lại, mình sẽ gạt màu xanh lá và mình sẽ di chuyển tiếp tục sang đây. Để xem thử chuyện gì xảy ra nha. Xem thử cái con kia nó có phá mấy cái lồng kia không các bạn. Rồi giờ mình sẽ đóng cái màu xanh lại và chúng ta thả cái màu vàng ra phải đóng cái màu xanh lại trước chứ không nó chạy lại nó bập mình các bạn không cẩn thận là nó quay qua nó bập mình ha rồi chúng ta nhốt lại và đã có một con diêu trinh đứng ngay góc đó làm mồi nhữ Giờ mình sẽ bật cái màu vàng lên và mình dụ cái con kia ấy bạn ơi lại bập mình đi nào ê ê ê ê ê ê ê ồ nó đã phá giùm mình một cái ô vàng như vậy thì mình tiếp tục mình dụ nó xuống ô dưới này thì nó sẽ làm gì các bạn mình dụ nó ô xuống này thì nó sẽ là nó nó xuống đây rồi mình nhốt lại mình ăn được cái rương này mình sẽ di chuyển cơ bản bây giờ là mình sẽ dụ cho nó phá mấy cái này để mình ăn mấy cái rương thôi các bạn rồi giờ mình sẽ theo thứ tự nha nói chung là bên nào cũng được bên nào cũng được các bạn không mà giờ gạt cảnh gạt cái cổng màu màu gạt cái cổng màu xanh thì nó có thể di chuyển xuống dưới này nhưng mà mình nghĩ nó sẽ qua bên đây rồi chúng ta lại chỗ này chúng ta gạt cổng màu xanh hai cái màu xanh các bạn chúng ta sẽ đóng cái màu xanh này lại và chúng ta gạt cái đồng bẫy kia lên không cao ảnh hình chiếu nó không có xuống nha và chúng ta sẽ gạt cái đồng bẫy này lên nó sẽ chạy ra mà nó đục bở cái kia hi ủa sao nó không đập vỡ cái này ta có vẻ như là vị trí đứng nó không đúng hay sao các bạn vị trí đứng tầm này nó không đúng nó đập không vỡ hả à, nó đập không vỡ được cái ô đó để mình di chuyển cho nó đi vòng vòng khu này xem thử nha rồi bây giờ cẩn thận cho đỡ không mình nó bập mình méo mặt để mình đóng cái màu vàng lại mình đóng cái màu vàng này ớ cái màu xanh lá hiện tại nó đang bị ấy rồi mình đóng cái màu xanh này lại các bạn à. rồi chúng ta đóng cái màu vàng lại chắc vị trí đứng không đúng nên nó không đập được cái ô chắc là phải cho nó đi một vòng xuống dưới này may ra mình sẽ đặt cái hình chiếu ở đây mình sẽ đặt cái hình chiếu ở đây rồi nhân tiện chạy lại lụm cái rương vàng luôn đi các bạn và chúng ta sẽ bật cái màu vàng lên chạy lại đây chạy lại đây Rồi chúng ta sẽ gạt cái màu vàng. Tốt nhất là chúng ta gạt luôn cái màu đỏ không có chạy sang đây nó bực mình các bạn ha. Nhìn nó me me kìa. <laughs> Nhìn nó me me kìa là nghi nghi nó chạy lại nó bực mình một phát là sưng mắt. Rồi bây giờ thì mình sẽ gạt cái màu xanh xuống cho nó chạy qua bên kia. Đóng lại hết cho nó an toàn. Ok, giờ việc của mình là mình sẽ dụ nó lên trên đây Dụ nó lên trên đây các bạn Rồi muốn dụ đó đầu tiên mình đóng cái màu xanh lá lại Để mình cẩn thận thấy quá rồi Đóng mình màu xanh lá lại, nhốt lại ở trong mô này Rồi, bây giờ thì mình sẽ gạt cái màu đỏ ha Hơi tốn thời gian do tại vì mình không biết cái đường đi của nó Nên nó không có ấy cái này đâu Giờ mình sẽ đặt cái ảo ảnh hình chiếu ở đây Chúng ta sẽ đặt cái ảo ảnh hình chiếu ở đây rồi, tiện đường công tác thì mình bây giờ mình đã có thể lên cái khu trên này mình mình ấy rồi nè nhưng mà thôi từ từ các bạn để mình nhốt nó lại xong lấy luôn cái rương vàng này đã rồi chúng ta sẽ tiếp tục ha rồi bây giờ mình muốn nó đi vòng vòng qua này thì mình sẽ mình sẽ gạt cái màu đỏ lại nha gạt cái màu đỏ lại là được chúng ta gạt cái màu đỏ và thả cái màu vàng ra nhốt cái màu đỏ lại Và chúng ta thả cái màu vàng ra Hơi tốn thời gian một xíu các bạn Rồi, di chuyển lên trên Ê. Ok, thế là cái rương của mình đã được uh, Release và mình đã có thể ăn được rồi Lại tốn thêm thời gian nữa các bạn Nói chung là do tại vì lúc đầu mình xác định nó không đúng Nên nó khá tốn một thời gian Video hướng dẫn thì mình sẽ có một cái trình tự nó đúng hơn Thì khi các bạn làm và đi theo Nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn như thế này Bây giờ thì mình phải cần dụ nó xuống Cái ô dưới này lại các bạn mình cần phải dụ nó xuống lại ô dưới này mới được Mình mới đi lên được trên kia Đó, Tốn thời gian kinh khủng chưa Giờ mình sẽ gạt ô màu đỏ Cái bảo, bảo mệnh của mình ha Mình sẽ gạt ô màu đỏ Rồi sang đây chúng ta đặt một cái ảo ảnh hình chiếu nha Ok mục đích của mình là giờ mình làm sao Để mình đưa nó xuống cái ô này là được Bằng nhiều cách ha chúng ta có thể gạt cái cục xanh lá lại rồi gạt cục đỏ là xong rồi lại đây gạt cục đỏ trước đã chắc các bạn quên gạt thì nó bật một cái xương mắt mới công đi lại từ đầu <laughs> nói chung này cũng dễ thôi các bạn logic thôi chúng ta nhốt quái vào chuồng thôi các bạn rồi chúng ta bật cái đồn bảy màu xanh lá nó sẽ tự động di chuyển xuống nó sẽ tự động di chuyển xuống và nó vô đó nó đứng ha rồi chúng ta gạt cái màu vàng lên nữa là tất cả mọi thứ đã xong giờ chúng ta gạt cái màu màu vàng trước nè lần lỡ tay mà gạt cái màu đỏ qua nó bật một cái xương mắt cái tự nhiên cái thua cái ngồi cười xỉu <cười> màu, màu 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 vàng không chịu gạt mà đi gạt cái màu đỏ chạy sang nó bật một cái xương mắt cái tự nhiên cười xỉu đi lại từ đầu tự nhiên ngồi cười, cười xỉu luôn các bạn ngồi cười vô mặt luôn á Ok mình đã nhốt cái con này vào ô này và chúng ta có thể lấy được rương thì trong video hướng dẫn thì mình sẽ làm cho nó smooth mút hơn và nó đỡ tốn nhiều bước hơn như thế này nha <laughs> video này nó có khá là cồng kềnh tại vì mình đang tìm cách đi đó các bạn rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xúc cái này và chúng ta sẽ đến với nhà tù thần thánh và lôi đầu cái con vợ về các bạn lôi đầu cái con con vợ ghi vớt về trốn ở đâu chúng ta sẽ đến nhà thờ thần thánh và lôi đầu con vợ ghi vớt về trốn các bạn Rồi chúng ta sang đây chúng ta đang đến gần lãnh thổ thần thánh ghi vết pha lê hóa ủ ủa? ủa mình tưởng đâu nó ủ còn nữa ha ây da tưởng đâu dễ chứ các bạn còn nhiều vậy rồi tên lãnh thổ của thần thì chúng ta cần phải chiến đấu lại thần libeta cho con cách nào mở khóa những thứ này không xin lỗi Morgana chưa bao giờ cho phép con đến gần đây để ta thử xem ông già này cũng cần phải hành động một chút khối lập phương của ta có thể mạnh mẽ phá vỡ các pháp trận này nhưng sau đó ta sẽ trở nên suy yếu à, là ông này có thể phá phá vỡ được Ê, hình như là mình mình phá lộn ô rồi đó các bạn à phá vỡ thì nó bị dính đi bút thôi chả bị sao cả Cứu, cứu con vợ trước các bạn lấy cái rương vàng xong chúng ta lại cứu con vợ ra nha để xem gặp nhau có tay bắt mặt mừng không nha rồi nói chuyện giải cứu này não hạt nho còn sống đấy chứ nói chuyện nghe thấy ghét các bạn ha Diêu anh vẫn ngông ngạo như xưa. Tôi có thể nghe thấy giọng anh từ rất xa. Kêu anh là biết ai là top, ai là boss rồi các bạn. Anh xích làm tôi sợ chết kiếp đấy. Tôi tưởng anh đã biến thành thiệp chim bù câu xây rồi mấy cái con này vui quá mình record lại nha các bạn nha đi beta hai con đã trưởng thành rồi gây vết chúng con xin lỗi giá như chúng con đến sớm hơn con đã phụ lòng ngài không thể bảo vệ em trai nhưng con đã tìm thấy em đúng không đừng lo lắng hai đứa rất hợp nhau chúng tranh cãi không ngừng nghỉ giống như con khi còn nhỏ những năm qua hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện phải không từ giờ trở đi sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa để mấy màn sụt sùi này lại sau đi chúng ta cần phải ra qua đây trước đây tôi giúp anh cảm ơn <laughs> hơi bị hài luôn các bạn hai 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 cha nội nào nói chuyện với nhau hơi bị hài luôn nói chuyện kiểu rồi và chúng ta sẽ đến cái rương thượng cuối cùng phần thượng cuối cùng của hành trình kiều an này và chúng ta cần phải chiến đấu với một cái con boss cuối cùng đó là Morgana chắc là Morgana rồi các bạn đồ thiên thần sa ngã nhìn đỉnh chưa trời ơi, con boss mới nè đó, à, chúng ta phải chiến đấu với Morgana các bạn thiên thần sa ngã nhìn bả kìa trời 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 Đủ sâu cứ dễ hiểu vậy <laughs> Nói giỡn chứ Moana sẽ là một con bot mới của chúng ta Và chúng ta sẽ phải đối mặt với con này trong một vài cái sự kiện sắp tới nha Giờ thì uh, chắc cả gia đình này về nhà thôi Chúng ta rất có nhiều thời gian Ok rồi Xong nè các bạn Hết, mình bấm hết là xong 100% Như vậy thì mình vừa hoàn thành xong cái hành trình kỳ quan đường tính tự do khá là vui và thú vị ha của nói chung là cuộc hành trình của Diêu Trinh dẫn hai đứa con đi tìm con vợ gây vết về nhà và hai cha nội này nói chuyện với nhau khá là vui cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha xin chào tạm biệt bye bye